8 năm 1945, khi chiến tranh Thái Bình Dương đã dần đi đến hồi kết. Nhận thấy thời cơ chín muồi, người Mỹ bắt đầu cho kế hoạch trồng nấm trên đất liền Nhật Bản. Đó không phải là những cây nấm thông thường, đó là một loại vũ khí có sức mạnh hủy diệt cực mạnh, thứ chưa từng xuất hiện trên trái đất. Chỉ trong vòng vài giây, ánh sáng rực rỡ lóe lên, sức nóng khủng khiếp tỏa ra với nhiệt lượng tương đương với nhiệt độ của mặt trời. Cơn bão lửa mang theo bức xạ chết người bao trùm toàn bộ sinh vật sống. Hai thành phố bị san phẳng, hơn 100.000 người ngay lập tức bị thiêu rụi. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một trong những sự kiện lịch sử thảm khốc và gây tranh cãi bậc nhất mọi thời đại. Sự kiện Hoa Kỳ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Năm 1941, sau đòn đánh lén đầy bất ngờ của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, từ một quốc gia trung lập, Mỹ chính thức nhảy vào chiến tranh thế giới thứ hai. Là cường quốc có tiềm lực kinh tế và quốc phòng top 1 server trái đất, ông kẹp phô diễn sức mạnh khủng khiếp, cùng với quân đồng minh từng bước bẻ gãy xương sống của liên minh Đức-Ý-Nhật. Nhận về những thất bại nặng nề ở các trận hải chiến Midway và Leyte, liên tục hứng chịu làn mưa bom từ các cuộc không kích của quân đội Hoa Kỳ, lúc này quân Nhật đã trở nên dẻo dã. Rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 1945, khi hàng triệu người dân vẫn còn đang say giấc trong những ngôi nhà gỗ, hơn 300 máy bay ném bom B-29 của không lực Hoa Kỳ đã thả 500.000 quả bom xăng và bom napalm xuống Tokyo, tạo thành một cơn bão lửa khổng lồ, cướp đi sinh mạng của khoảng 100.000 người. Chưa dừng lại đó, chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1945, Nhật tiếp tục bị Mỹ bón hành ở Okinawa, trận chiến đẫm máu nhất trên chiến trường Thái Bình Dương. Xứ sở mặt trời mọc mất đi cửa ngõ án ngữ cuối cùng trên đất liền, tổn thất hơn 77.000 binh lính. Đến đây thì số phận của họ gần như đã được định đoạt. Tuy nhiên, trong khi ở mặt trận châu Âu, Đức đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện, thì ở mặt trận châu Á, người Nhật vẫn chưa chịu chấp nhận thất bại. Tinh thần tử vì đạo, xem cái chết nhẹ như lông hồng, coi nghĩa vụ nặng tựa Thái Sơn, đã ăn sâu vào máu của đội quân Samurai. Mặc dù phải chịu không ít tổn thất, máy bay ném bom cảm tử Kamikaze của họ vẫn đạt được những hiệu quả nhất định, tiêu diệt được không ít binh lính của quân đồng minh. Nhật Bản quyết dùng sự lì lợm của mình để đấu với đất nước đang chiếm thế thượng phong về mọi mặt. Không có một loại vũ khí nào mạnh hơn một dân tộc không sợ chết. Họ tin rằng chỉ cần kéo dài cuộc chiến, Mỹ sẽ phải nhượng bộ và từ đó Nhật sẽ đạt được những thỏa thuận có lợi cho mình. Nhưng Nhật đã nhầm, họ có vũ khí cảm tử, thì Mỹ cũng có một thứ, được gọi là bom nguyên tử. Nhắc đến bom nguyên tử, chúng ta không thể không nhắc đến một dự án tỷ đô mang tên Manhattan. Khoảng cuối năm 1938, các nhà khoa học Đức đã phát hiện ra rằng khi nguyên tử urani bị bắn phá, nó có thể giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ. Điều này đặt nền móng cho ý tưởng phát minh một loại bom mới có sức công phá cực lớn. Một bức thư có chữ ký của nhà bác học lừng danh Albert Einstein đã được gửi đến Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, cảnh báo ông chủ Nhà Trắng về phản ứng dây chuyền mà bom hạt nhân tạo ra. Theo nhận định của Albert Einstein, phát xít Đức có thể sử dụng công nghệ mới được phát hiện này để tạo ra các loại vũ khí hủy diệt loài người. Và thế là vào ngày 17 tháng 9 năm 1942, sau khoảng 3 năm thai nghén, dự án tuyệt mật có tên Manhattan được ra đời. Giám đốc khoa học của dự án được bổ nhiệm là nhà vật lý Robert Oppenheimer, người sau này vẫn được gọi là cha đẻ của bom nguyên tử. Trụ sở của Manhattan được đặt tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico, nước Mỹ. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất của dự án đều được giữ bí mật tuyệt đối. 130.000 nhân lực đã tham gia vào dự án, với những nhà khoa học hàng đầu thế giới và khoản đầu tư ngân sách khổng lồ lên đến 2 tỷ đô la. Tại đây, hai loại bom nguyên tử khác nhau đã được chế tạo, một loại sử dụng uranium làm dầu và loại kia sử dụng plutonium. Sau 3 năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhóm nhà khoa học cuối cùng đã chế tạo ra một thứ mà họ tin đó là một loại vũ khí hạt nhân hiệu quả. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom hạt nhân đầu tiên của nhân loại mang tên Gadget được vận chuyển đến sa mạc Jornada del Muerto, cách thị trấn Socorro bang New Mexico, khoảng 35 dặm về phía đông nam để thử nghiệm.
khi trò phát nổ, Gadget có sức công phá bằng 20.000 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ và cột khói hình nấm có chiều cao lên đến 12 km. Kết quả này vừa xa kỳ vọng của nhóm các nhà nghiên cứu khoa học, đánh dấu bước đầu tiên trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, mở ra một trang mới trong lịch sử loài người. Và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau đó, quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống Hiroshima. Trước khi quyết định giáng đòn kết liễu xuống đất nước mặt trời mọc, tháng 7 năm 1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã sử dụng tuyên bố của Potsdam để nhắc nhở người Nhật rằng nếu họ tìm cách kéo dài cuộc chiến, hậu quả sẽ càng thêm thảm khốc. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhà cầm quyền Nhật Bản lại không hề tỏ ra vội vã. Quân đội Hoàng gia Nhật Bản đã huy động một số lượng lớn binh sĩ để phòng thủ đất nước trong những ngày cuối cùng của thế chiến. Trong khi các chính trị gia lại hướng tới một thỏa thuận hòa bình do Liên Xô đứng ra làm trung gian. Điều này đã làm cho Truman vô cùng phẫn nộ. Ai cũng biết, trong Thế chiến thứ hai, phát xít Đức đã bị đánh bại bởi Hồng quân Liên Xô. Còn về phía người Mỹ, họ vẫn chưa có một chiến tích rõ ràng. Trừ khi Nhật đầu hàng vô điều kiện, Mỹ mới được coi là kẻ có công trong cuộc chiến lớn nhất lịch sử. Thêm nữa, dù cho thắng trận, Mỹ cũng đã phải hứng chịu không ít những tổn thất cho cuộc đối đầu với Nhật Bản. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, thiệt hại sẽ tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Ước tính số lượng binh lính thiệt mạng chỉ riêng với nước Mỹ có thể lên tới 1 triệu người. Và cuối cùng, một lý do tối quan trọng nhất, có thể người Nhật đã quên, nhưng với người Mỹ, họ vẫn chưa bao giờ quên được mối thù vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, ngày mà họ đã bị đánh úp và thua trận nhục nhã tột cùng. Trong khi một vị tướng phản đối kế hoạch sử dụng bom hạt nhân, Tổng thống Truman đã nhắc nhở ông ta về thảm kịch Trần Châu Cảng. Khi bạn chống lại một con thú dữ, bạn phải sử dụng cách thức của chính nó. Giới chính trị Washington tin rằng sử dụng bom hạt nhân tấn công Nhật Bản sẽ là mũi tên trúng hải địch. Một mặt nhanh chóng kết thúc chiến tranh, còn một mặt để cho Moscow thấy rằng Mỹ có trong tay thứ vũ khí có thể quyết định mọi cuộc chiến. Bốn thành phố lớn của Nhật Bản được đưa vào tầm ngắm, bao gồm Kyoto, trung tâm chính của ngành công nghiệp Nhật Bản, Hiroshima, cảng quân sự lớn nhất, nơi tập trung một số lượng lớn tàu chiến với kho đạn khổng lồ, Yokohama, nơi có nhiều nhà máy quân sự, và Kokura, kho vũ khí lớn nhất của Nhật Bản. Kyoto được chọn là mục tiêu chính. Đây không chỉ là thành phố có tiềm năng lớn về công nghiệp, mà còn là nơi tập trung của giới tinh hoa Nhật Bản về văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Nếu một cuộc tấn công hạt nhân thực sự xảy ra ở thành phố này, nền văn minh Nhật Bản rất có thể sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Chiến tranh của Mỹ là Henry Stimson lại có tình cảm đặc biệt với Kyoto. Vợ chồng ông đã hưởng tuần trăng mật tại thành phố, do đó Kokura và Nagasaki trở thành những con bài thay thế. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1945, tổ hợp L-11 của quả bom hạt nhân có mật danh mang tên Little Boy được thông báo hoàn thành và sẵn sàng cho nhiệm vụ. Kế hoạch thả bom được dự định tiến hành vào ngày 1 tháng 8. Sau một cơn bão tiến vào Nhật Bản cùng ngày hôm đó đã khiến cho kế hoạch này bị hoãn lại. Đại tướng Curtis LeMay chính thức xác nhận nhiệm vụ thả quả bom Little Boy sẽ được thực hiện vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Little Boy là một quả bom được làm từ nguyên liệu uranium, với chiều dài 3m, đường kính 71cm và khối lượng 4.000kg, trong đó mang theo 64kg uranium-235. Nó được thiết kế để kích nổ theo kiểu giống như súng ngắn. Khi hai lõi uranium va chạm và đạt đến khối lượng giới hạn, vụ nổ sẽ xảy ra. Xế trưa ngày 5 tháng 8, từ đảo Tinian, các kỹ thuật viên quân đội đẩy quả bom Little Boy ra khỏi nhà kho. Hàng chục phi công đứng xung quanh, nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Họ chưa bao giờ trông thấy một loại vũ khí nào có hình dạng như quả trứng bọc thép, với cánh đuôi dẫn đường rất lạ, chẳng khác gì một cái quạt thông gió. Sau khi được kiểm tra kỹ càng, khe hở ở phần mũi quả bom được bịt lại. Đây là công đoạn cuối cùng đảm bảo môi trường bên trong nó được ổn định, đạt hiệu quả cao nhất khi được kích nổ. Quả bom được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới căn cứ quân sự Northfield, cách đất liền Nhật Bản 2.400 km. Chiều ngày 5 tháng 8, khoang chứa bom ở bụng chiếc B-29 mở ra. Little Boy được đưa lên bằng thang máy thủy lực. Theo như kế hoạch, sẽ có 7 chiếc B-29 tham gia sứ mệnh đặc biệt bí mật này, bao gồm 3 chiếc quan sát thời tiết, 1 chiếc đo lường vụ nổ, 1 quay phim, 1 dự phòng, và chiếc cuối cùng được đặt cho mật danh Elona Gay sẽ là chiếc thả bom. Cơ trưởng Paul Tippett đóng vai trò là chỉ huy phi đội. Nửa đêm, các phi công của 7 chiếc B-29 họp lại lần cuối cùng. Chỉ có một vài phi công biết rõ nhiệm vụ thực sự của họ.
đến 2 giờ 45 phút, chiếc Enola Gay cất cánh rời khỏi căn cứ. Over. 3 giờ sáng, chuyên gia về bom William Sterling Parsons treo xuống khoang chứa quả Little Boy, rút chiếc phích cắm màu xanh lá cây và thay thế bằng cái màu đỏ. Quả bom đã được tháo trôi an toàn. Bầu trời quang đãng ít mây. Sau khi xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Manhattan, đội trưởng Tibet quyết định Hiroshima sẽ là mục tiêu. 6 giờ 30 phút, Enola Gay bắt đầu tăng độ cao để đạt được mục tiêu 31.000 feet. Khi ấy mặt trời vừa ló dạng ở Hiroshima. Đó là một ngày thời tiết đẹp. 7 giờ sáng, đài quan sát ở Hiroshima đã có thể phát hiện ra các máy bay do thám của Mỹ. Chuông báo động reo lên. Tuy nhiên, vì thấy số lượng ít ỏi, nhằm tiết kiệm nhiên liệu và bảo toàn lực lượng, quân đội Nhật Bản đã không cử các tiêm kích đi đánh chặn. Về phía người dân, sau những cuộc tập kích trên không của Hoa Kỳ trong suốt nhiều tháng, họ đã quá quen với sự xuất hiện của các máy bay. Đa số người dân không hoảng hốt và cũng không vội vã chạy đến những khu vực lánh nạn. Bây giờ, hàng nghìn trẻ em khoảng 13 tuổi đang đi vào trung tâm thành phố để tham gia vào các hoạt động xây dựng. Không một ai biết được rằng, chỉ ít phút nữa thôi, ánh nắng mặt trời sẽ hóa thành những cơn mưa đen kịt, chứa đầy chất phóng xạ. Đúng 8 giờ 15 phút sáng, pháo đài bay Boeing B-29 Enola Gay do đại tá Paul Tibbet Jr. và đại úy Robert Lewis điều khiển đã thả quả bom đầu tiên xuống thành phố Hiroshima. Cửa buồng chứa bom bật ra, chỉ 44 giây sau đó, một ánh sáng rực rỡ lóe lên. Thân chiếc B-29 run bần bật vì sóng xung kích. Hiroshima bị che lấp bởi một đám mây hình nấm khổng lồ. Chính các phi công cũng phải kinh hãi với những gì đang diễn ra trước mặt họ, chứ đừng nói đến những gì người dân Nhật Bản đang phải trải qua. Ở độ cao khoảng 550m, vụ nổ có sức công phá tương đương với 15.000 tấn thuốc nổ TNT được giải phóng. Trong bán kính 1,6 km, mọi thứ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Cơn bão lửa mang theo bức xạ chết người bao trùm lên mọi sinh vật. Vào thời điểm bấy giờ, Hiroshima đang có khoảng 245.000 cư dân. Sức nóng khủng khiếp tỏa ra, không khí bị phản ứng hạt nhân làm nóng lên hàng nghìn độ. Vùng mặt đất dưới tâm nổ nhiệt độ lên tới 4.000 độ C. 90% nhà cửa bị phá hủy, 70.000 người thiệt mạng ngay lập tức. Có những người thậm chí còn biến thành tro bụi, chỉ để lại bóng in trên các bức tường. Trong nháy mắt, đường xá xe cộ chảy nhão, gần như toàn bộ cấu trúc thành phố bị phá hủy. Tất cả những chiếc đồng hồ được tìm thấy đều chết vào lúc 8 giờ 15 phút, đúng thời điểm quả bom phát nổ. Những người may mắn sống sót trải qua một cơn đau khủng khiếp do bỏng rát. Họ không hề hay biết bản thân đã bị nhiễm phóng xạ. Hàng ngàn nạn nhân tiếp tục qua đời trong những ngày sau đó, trong tình trạng rụng tóc, máu chảy từ mũi, miệng và tai. Theo ước tính, vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima đã cướp đi sinh mạng của hơn 140.000 người và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. 2 tiếng sau vụ thả bom, hàng triệu gia đình Mỹ tụ tập quanh chiếc radio để nghe tuyên bố của Tổng thống Truman phát đi từ chiến hạm USS Augusta. Chúng tôi đã khai thác thành công sức mạnh cơ bản của vũ trụ. Chúng tôi đang chuẩn bị để xóa sạch hơn, nhanh hơn, mọi nhà máy xí nghiệp quân sự của người Nhật ở bất kỳ thành phố nào. Nếu họ không lập tức chấp nhận các điều khoản đầu hàng, họ sẽ lại hứng chịu những trận mưa lửa từ trên không, những thứ chưa bao giờ được nhìn thấy trên trái đất. Cũng trên tàu USS Augusta, Tổng thống Truman tổ chức một cuộc họp báo với phóng viên đi theo ông để đưa tin về hội nghị Potsdam. Người Nhật đã bắt đầu cuộc chiến với chúng ta từ trên không, trong trận Trần Châu Cảng. Thì bây giờ, họ đang được hoàn trả cũng từ trên không, nhưng là hoàn trả gấp nhiều lần. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, cùng với những cảnh báo phát tới Nhật Bản từ đài phát thanh trên đảo Saipan, khoảng 6 triệu tờ đơn truyền được thả xuống 47 thành phố lớn. Nội dung truyền đơn mô tả, quả bom nguyên tử có sức tàn phá tương đương 2.000 quả bom được thả xuống cùng một lúc, đồng thời yêu cầu người dân Nhật Bản kiến nghị Thiên Hoàng chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, giới lãnh đạo xứ Hoa Anh Đào vẫn tiếp tục làm ngơ. Nhật Bản vẫn còn 5 triệu quân, 10.000 máy bay với hơn một nửa là Kamikaze và lượng nhiên liệu vẫn còn đủ dùng trong 7 tháng nữa. Chưa kể để khiến Nhật thừa nhận thất bại,
Mỹ quyết định sử dụng một quả bom nguyên tử thứ hai để hạ đồ ván. Đó là quả bom mang mật danh Fat Man, hay còn gọi là thằng mập. Nó có chiều dài 3,3m, đường kính 1,5m và khối lượng 4.700kg. Khác với Little Boy, Fat Man có lõi plutonium-239 và được thiết kế theo kiểu nổ sập, implosion type. Khi được kích nổ, lực của chất nổ sẽ nghiền plutonium lại với nhau cho đến khi chúng đủ đậm đặc để đạt đến khối lượng giới hạn. Fat Man được dự kiến thả xuống Nhật Bản vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên do thời tiết không được thuận lợi, nó được đẩy lên sớm 3 ngày. Quả bom được bảo vệ nghiêm ngặt và bảo quản trong một gian hàng nhà kho, có điều hòa không khí với nền nhà được trải cao su để phòng ngừa bất kỳ nguy cơ đánh lửa ngẫu nhiên nào. Tối ngày 8 tháng 8, quả bom được đưa lên một chiếc B-29 Boxcar ở căn cứ Northview trên đảo Tinian, Thái Bình Dương. Máy bay được khởi hành trong đêm để kịp giờ đi đến Nhật Bản. Phi hành đoàn chiếc Boxcar gồm 12 thành viên, được chỉ huy bởi cơ trưởng thiếu tá Charlie Sweeney, lúc đó mới chỉ 25 tuổi, và trung tá Frederick Atwood, người làm nhiệm vụ mồi kích nổ bom. Mục tiêu được lựa chọn để ném bom là thành phố Kokura, cách Hiroshima khoảng 170km về phía tây nam. Đây là nơi đặt một trong những kho vũ khí lớn nhất của Fascist Nhật Bản và bao quanh là các nhà máy công nghiệp. Nagasaki chỉ là lựa chọn thứ hai nếu tình thế không cho phép ném bom xuống Kokura. Trong khi chiến dịch ném bom đầu tiên được tiến hành một cách suôn sẻ, thì ở lần thứ hai, trục trặc hầu như xảy ra ở tất cả các khâu. Quy trình để kích hoạt quả bom làm từ nguyên liệu plutonium được cho là phức tạp hơn rất nhiều lần. Khi máy bay đi vào không phận của Kokura, thành phố này tiếp đón phi đội bằng những đám khói dày đặc bốc lên từ mặt đất. Đây là hệ quả của vụ không kích bằng bom cháy của các máy bay B-29 diễn ra hai đêm trước đó nhằm vào một nhà máy thép ở Jawata. Trong vòng 50 phút, các phi công đã cố gắng thực hiện 3 lần ngắm bắn để xác định mục tiêu nhưng đều thất bại. Mây và khói đã bao phủ khoảng 70% diện tích của Kokura. Chiếc B-29 Boxcar tiêu hao một lượng lớn nhiên liệu và liên tục bị phát hiện bởi hệ thống phòng thủ dày đặc của Jawata. Hỏa lực phòng không của Nhật Bản tiến đến ngày càng gần và phi hành đoàn đã quyết định chuyển hướng đến mục tiêu thứ hai, đó là Nagasaki. Nagasaki là một cảng quân sự lớn, một trong những trung tâm đóng tàu lớn nhất của Fascist Nhật, đồng thời cũng là nơi đặt một số nhà máy lớn của công ty Mitsubishi, chuyên sản xuất ngư lôi, vũ khí và trang thiết bị chiến tranh. Thành phố nằm ở một đầu vịnh dài, với những quả đồi chạy dài quanh vịnh, che chắn khu dân cư sinh sống tập trung ở thung lũng Urakami, nằm cách đó gần 3 km về hướng Bắc. Tại thời điểm thả bom, dân số của Nagasaki vào khoảng 263.000 người, gồm 240.000 thường dân, 9.000 binh sĩ quân đội Nhật Bản và 400 tù binh chiến tranh. Khoảng 7 giờ 50 phút sáng, radar cảnh báo của Nhật đã sớm phát hiện ra các máy bay của quân đội Hoa Kỳ. Báo động vang lên khắp Nagasaki, nhưng sau đó trở nên yên tĩnh lúc 8 giờ 30 phút. Cho rằng đó chỉ là các máy bay trinh sát, Nhật đã không cử các chiến đấu cơ lên đánh chặn. Tương tự như Kokura, Nagasaki cũng bị mây che phủ, khiến cho tầm nhìn của các phi công bị suy giảm. May mắn cho họ là vào phút cuối, sĩ quan cắt bom, đại úy Kemet Berhan đã nhìn thấy một khoảng trống giữa các đám mây. Đúng 11 giờ 1 phút theo giờ Nhật Bản, quả bom Fat Man được thả xuống khỏi chiếc B-29. Sau khi rơi tự do được 43 giây, ở độ cao gần 500m thì nó chính thức phát nổ. Vụ nổ này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả vụ nổ ở Hiroshima. Một nguồn năng lượng khổng lồ tương đương với 21.000 tấn thuốc nổ TNT được giải phóng. Nhiệt độ cao nhất ở tâm vụ nổ lên đến 4.000 độ C, với sức gió khoảng 1.000 km/h. Đám mây hình nấm cao tới 18,2 km sôi lên sùng sục. Mặc dù nổ lệch mục tiêu khoảng 3,2 km, nhưng sức hủy diệt của nó vẫn vô cùng khủng khiếp. 40.000 người thiệt mạng ngay lập tức, 2/3 thành phố Nagasaki gần như bị san phẳng. Thung lũng Urakami biến mất hoàn toàn, những thi thể bị thiêu rụi, xương chất thành đống trên mặt đất và người sống sót bước vô hồn qua đống đổ nát. Những thương tổn mà họ phải gánh chịu còn đau đớn hơn cả cái chết. Tóc tai cháy xém, mặt mũi sưng phồng, da cháy dính vào chân tay như dòng biển. Trong số 7.500 nhân viên Nhật Bản làm việc trong nhà máy Mitsubishi Munition, bao gồm cả sinh viên được huy động và những công nhân bình thường, 6.200 người đã thiệt mạng, khoảng 17.000 đến 22.000 người làm việc trong các nhà máy khác trong thành phố cũng tử vong. Cơn đại địa chấn biến Nagasaki thành một nghĩa địa khổng lồ. Khi đó, người ta không biết gì về bức xạ. Các bác sĩ cho rằng triệu chứng tiêu chảy và nôn mửa là do bệnh kiết lỵ. Những người sống sót không được bảo vệ,
họ lang thang trong đống tro tàn, tìm kiếm người thân để rồi nhiễm liều phóng xạ gây chết người. Tính đến đầu năm 1946, đã có tổng cộng 80.000 người thiệt mạng do bom nguyên tử ở Nagasaki. 5 năm sau đó, con số này đã tăng lên 140.000 người. Hầu hết nạn nhân mắc bệnh máu trắng và ra đi trong đau đớn. Theo thống kê từ nhiều nguồn tin khác nhau, tổng số người chết do hai quả bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki có thể lên tới con số hơn 400.000 người. Trước sức mạnh hủy diệt đáng sợ, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Chiến tranh Thế giới thứ hai chính thức kết thúc. Mặc dù đã góp phần kết thúc chiến tranh nhanh hơn, nhưng việc Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đã gây ra không ít những tranh cãi. Một bộ phận dư luận lên án đó là một tội ác chống lại loài người, chính thức đẩy thế giới bước vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, mang tên vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, không ít người lại đứng về phía Hoa Kỳ. Việc Nhật Bản đầu hàng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, chấm dứt cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử, giải thoát hàng triệu con người từ các quốc gia đang bị chiếm đóng. Sau thảm họa hạt nhân năm 1945, câu chuyện về cô bé Sadako Sasaki 12 tuổi mắc bệnh bạch cầu do nhiễm phóng xạ, gấp 1.000 con hạc với ước mơ đổi lấy sự sống, đã truyền cảm hứng đi khắp đất nước mặt trời mọc. Hạc giấy đã được gửi về từ khắp nơi, nhưng phép màu đã không xảy ra với cô bé xấu số. Sau khi Sadako qua đời, năm 1958, một tượng đài hòa bình của trẻ em đã được khánh thành. Phía bên dưới tượng đài in đậm dòng chữ: "Đây là nước mắt của chúng tôi, đây là lời cầu nguyện của chúng tôi, rằng hòa bình sẽ đến với thế giới này."